mình không biết lập trình có chạy không nữa. Mình tạo ha. Modbus TCP. Rồi. Detect 2 con PC này anh em. Detect. Khi về cấu hình mình hiểu rồi thì việc còn lại là nó dùng phần mềm để làm sao cho mình tiện ích nhất. Thì mình gọi đây là Lion TCP ha. Rồi, mình đặt đây là server TCP, ok. Rồi, cầm dây kéo qua như thế này ha. Ở đây có hai cổng, cổng nằm kế bên rồ Fibus đó là cổng rồ Fibus IO ha, sử dụng nó. Kéo qua cắm như thế này. Cắm như thế này thì nó là gì? Nó chưa phải là kết nối gì cả, mà nó chẳng qua giống như cái chuyện là chúng ta cầm cục dây bên này cắm qua bên kia thôi. Mà hai con PC nó chưa có gì gọi là kết nối với nhau, nó chỉ cắm vậy thôi. Giờ mình với lập trình thôi, mình tạo ra data đi. Mình tạo ra data chuyển nhận đi. TCP data. Rồi. Nguyên tắc vẫn là không thể nào optimize được. Thì mình sẽ đặt đây là send data array 1 tới 10 thôi, 20 đi. 20. Of integer chẳng hạn. Thì đây mình sẽ để là receive data from server to server. Rồi compile. Rồi làm chi cho nó tốn thời gian. Rồi bên này thì send data to Lion đúng không? Mình ngược lại thôi. Này receive data from Lion. Tạo ra vậy thôi chứ còn. Rồi ok. Muốn lưu giá trị này lại thì tích vào return. Rồi giờ mới bắt đầu đi vào lập trình. Giờ mình sẽ lập trình là truyền dữ liệu. TCP connection.
Modbus TCP connection. Mình để function này thôi. Được rồi. OB gọi nó ra. Rồi. Mình sẽ sử dụng là trong mục là adder ha. Adder Modbus TCP Lion. Cái gì liên quan truyền thông nằm ở đây hết. Ok. Trong cái mục connection á, thì hôm nãy là mình có nói cho mọi người nghe rồi, là nó sử dụng theo kiểu giao thức là tcon IPv4 ha. Do đó nó phải tạo ra một cái bảng data style là tcon IPv4. Thì ở đây mình tạo ra một cái bảng mới đi. Mình tạo ra một cái gọi là system đi. Gọi là system TCP connection. Đấy. Thì ở đây mình sẽ đặt tên là connect. Nó tương tự như cái chỗ connect ở đây ha. Connect. Và mình đánh tên là, ở đây mình phải nhớ cái tên này là tcon IPv4. Phải đánh vào tcon gạch dưới IP gạch dưới V4 Enter. Thì nó ra cái bảng như thế này ha. Nó ra cái bảng như thế này. Cái này cũng copy đưa vào cái mục phía dưới. Rồi giải thích. Đây phần help. Trong cái mục connect này á, thì nó có các cái giao, các cái chân tham số là interface ID, đó là hardware local ha. Thế này mình sẽ nói. Rồi. ID ở bên hai cái là server và client nó phải trùng nhau ha. Connection style đơn vị của nó bắt đầu là 11. Thì nó bảo để nếu là 11 thì nó với là cho phép sử dụng theo TCP ha, nên mình không đổi, mình giữ nguyên. Active established thì nó sẽ thực hiện là true, tại vì cho kết nối. Remote address nó sẽ liên quan tới là 4 cái địa chỉ IP được chia thành 4 byte này, byte 1, byte 2, byte 3 và byte 4. Thì mình lập theo thứ tự 4 byte. Rồi, remote port phải để là remote port connection kết nối. Remote port là mình để phải là 502 ha. 502. Còn local port mình để là 0 đối với server. Thì mình kết nối như thế nào? Bắt đầu connect, click vô đây, kéo chọn vào system TCP connection, chọn vào connect, chọn none. Nó sẽ ra kết nối như thế này ha. Request disconnect. Mod. Giờ mình ghi xuống slaver đi. Được không? Mình ghi xuống slaver thì là xuống server thì mình để là 1. Rồi. Địa chỉ. Cái đấy để sau.
này. Mọi người muốn coi, mọi người phải coi những cái thông số như thế này. Mod ở đây nó chia thành, cuối cùng là còn 2 mod cho mọi người thôi. Mod 0 là để đọc, mod 1 là để ghi. Và giá trị để mình bắt đầu ghi cho thanh ghi holding nó sẽ là từ địa chỉ bao nhiêu? Bao nhiêu? 40.001 cho tới 49.999, đúng không? Thì ở đây mình sẽ đặt ở đây phải là độ dài của nó nào? 40.001. Mình đặt mình chuyển liên tục là 10 13, đúng không? À, cái này đơn vị là byte, integer phải là 20 ha, 20. Và địa chỉ pointer mình bắt đầu chọn là ở đây 0.0, đúng không? 20 à, mình chọn 10 thôi, 20, cho 20 luôn, cho 20 luôn. Thì chỗ này mình phải là 40, thì địa chỉ pointer của mình là p, mình phải đánh giống như là bên kia, p thang db1.db(x0.0) integer 20 inter, được chưa? Rồi còn chân request thì mình có thể kiểm tra. Cái này phải được set, tức là phải để true ha. Cái kết nối này nó không phải là trigger nữa mà phải true luôn. Thì mình có cách làm rất là dễ. Muốn nó true thì xíu nữa chúng ta enable nó sau cũng được. Rồi đây là bên Lion. Và cái việc của chúng ta là chúng ta phải khai báo các tham số ở bên đây ha. Interface là hardware ID, được chưa? Interface là hardware ID. Thì hardware ID thì chúng ta phải coi trong cái phần head. Trên TIA của tôi tất cả mọi thứ nó đều truy xuất theo cái hardware ID. Thì hardware ID của cổng này là gì thì chúng ta click vào đây này. Cộng 1. Hardware ID của nó là 65. Đâu có 1 có 2. Đâu có 2 có. Nó là bọc X1 ha. Bọc X1 thì làm chú chế đấy, là link data. Thì là X1. Thì mình sẽ coi vào trong bọc X1. Đây, như vậy có X1 hardware ID của nó là 65 ha. Cái số này mình không thay đổi được. Số này là số mà hệ thống tự cấp. Thì 65 này mình sẽ đưa vào trong interface là 65 này. Được chưa? ID là connection của hai bên phải trùng nhau. Mình đặt là 101 đi. Connection style phải để là 11, tại vì để theo chế độ là TCP ha. Thiết lập kết nối mình phải là true. Rồi remote port là 502 ha. Remote port là 502. Rồi byte của nó 4, cái này chính là địa chỉ của IPv4 nè. Thì mình kết nối với con PC 1513 thì nó là 192.168.0.0.0
chấm 4. À, như vậy save lại, compile. Đóng lại. Rồi, tới server. Tới server viết thì viết một cái chương trình. Đây. Tanky Holding là 4. À, Tanky Holding là địa chỉ, địa chỉ để nạp vào á. Nạp pointer để chỏ data vào ha. Pointer để chỏ data vào. Thì mình sẽ chọn pointer ở đây nè. Send rồi receive đây, receive đây. 40 thì nó sẽ là p thang db 1.dbit 40.0 integer 20. Ok. Và connection là cái connect mà chúng ta tạo ra. Hơi nóng ha, hơi nóng. Nâng ha, chọn nâng là tới đây. Error status. Rồi. Giờ tiếp tục mình khai báo cái địa chỉ ở đây. Mình khai báo nhầm rồi. Copy lại. Hồi nãy mình khai báo nhầm cho con dưới rồi. Copy lại để nó thay thế cái trên này thôi. Không có gì cả. Còn cái dưới là mình phải khai báo lại. Mình phải coi cái hardware ID của cái cổng bọc này là bao nhiêu. Thì mình phải vào trong cái phần cứng. Hardware ID của nó cũng là 65 luôn. Ha. 65. Đây 65. ID phải trùng, kết nối trùng, cái này trùng. Địa chỉ của nó phải là 192.168.0.3 ha. Và cổng định nghĩa của với server này á, tại vì mọi người local port là mình chưa có định nghĩa cái port, nên giờ mình phải định nghĩa cái port. Ví dụ như định nghĩa remote port là 502 là wormhole ha. Thì local port của con kia phải là 502. Thì định nghĩa của mình ở đây là local port. Mình phải định nghĩa, tại vì đây là server nên đây là phải 502 trùng với bên kia. Mình sẽ mở hai cái đây ha, là mọi người coi đây nhé. Cái bảng mà đang giữ đây là Lion,
bảng bên đây là quả server ha. Thì các cái hardware ID là phụ thuộc vào phần cứng của mỗi cái mỗi bên. ID này là phải trùng. Kết nối style phải là 16 thăng B, tức là 11 đó. Và ASCII kết nối phải là true. Bên này thì kết nối với địa chỉ là server, là kết nối với con địa chỉ là .3, thì client là sẽ kết nối với địa chỉ là .4. Port của remote port á, từ bên này là client truy xuất vào 502 và local port mình định nghĩa là 2000. Thì bên này remote port mình truy xuất vào 2000 và local port mình định nghĩa là 502 ha. Rồi, giờ việc của chúng ta là download chương trình xuống PLC. Bất kỳ một thiết bị nào thì cũng theo chuẩn như thế này, mình chỉ cần định nghĩa port. Để download xuống server. Nối của nó đang để đây là 80BB. Là giá trị thực hiện kết nối, này chưa có đúng. Cắt ra ngoài luôn. Cái này giờ mình phải enable kết nối này lên. Rồi 809B.
F09B là gì? Xong thấy bảng đây đây. General info không phải nè. Và có thể do cái connection này nó chưa đúng chỗ nào. 192.168.0. Mình phải coi lại cái port, kiểm tra lại cái port, tại vì nó có hai cái vị trí X1R1 và nó khác với X1R2. Thì mình sẽ kiểm tra ha. Ở phía trên là X1R. Thì mình giao tiếp cái cổng trên với nhau đúng không? Ok, giờ mình kiểm tra lại. Mình để no copot ở đây là không đi. Đao xuống thử coi. Là không. Ok. Rồi tương tự mình sẽ chuyển qua chương trình Đây nó có cái địa chỉ ha. Nó có cái địa chỉ này. Tám không bb là giá trị thiết lập này nó không có đúng. Chỉ acti kết nối thiết lập cho Lion, chỉ basi kết nối.
cái này chỉnh lại không được coi. Tám tám không B chín rồi. Xe số một. Sao nó bị ta? Để mình coi kiểm tra lại xem bị chỗ nào không. Thăng BBX 0.0